Do em xin cầu nguyện chị của bón nha. Hôm nay cho em mới thấy bọn chị nó bị hư rồi, cho nên em làm cái bọn máu nha anh chị, để số nó đứng lên này. Rồi thì hôm nay cái đài quán chạy nha anh chị, thứ năm nha, ngày 9 tháng 11 2023. Đó rồi, số đầu tiên số 47 nha anh chị, 47 nè, 59 nè, 45 nè, 94 nè, 44 nè, 02 nè, 18 nè, 11 nè, 35, 36, 91, 32, 90, 08, 64, 26, 17, 73, 63, 20, 39, 10, số 10, 01, 29, 38, 85, 76, 67, 53, 09, 50, 72, 93, 84, 75, 66, 52, 25052. Số này đẹp nè anh chị, quá số số đẹp nè, 525052 nè. Quang Bình nè, này số Quang Bình cái đây 20 tờ nè, sắp 20 tờ nè. Tổng chính nè, có thằng kia nè không vô thôi, nó vô lấy nguyên sắp mà lấy 20 tờ ra đây nha. Số đẹp cũng đẹp thấy không, 42 nè, quân trị 61 nè, à quân trị đây, quân trị 27, quân trị nè, quân trị 27 nha, 27 quân trị 24, nãy số nhiều lắm. Quân Bình không sao, son luôn nghe hả, tôi cứ lấy 5 tờ đó rồi. À, quý vị anh chị, anh đó nãy anh mới mua vé số em đó, anh trả 5 tờ, anh mua thêm 5 tờ anh mới vừa đi á, em không anh đó anh trúng hai lần vé số đặc biệt nha anh Tình Xuân nha, Viên Xuân nha quý vị, anh ở ngay sân banh Tình Đông á, ngay chỗ sân banh đó đó đó, ở nhờ anh quẹo đó đó quý vị thấy không đó, ngay chỗ gần mấy chỗ mấy con bò đó, nhờ anh đối diện cái sân bóng Phi Văn Xuân, anh bà con như mình, anh hậu vi như mình, trúng hai lần đặc biệt với một lần giải nhất nha anh chị, anh cũng hên lắm. Thôi thì những tại vé số này em quay cho anh chị để cho anh chị mình xem, anh chị có mua vé số thì điện thoại cho em giữ số cho anh chị ở khu vực này lấy số sớm trước 5:20 còn tốt. Rồi số điện thoại của em là 0968634712 nha anh chị, Zalo các bạn luôn, anh chị mua số thì có gì em chụp hình gửi hoặc là anh chị em giữ số lại cho anh chị nha. Rồi cảm ơn quý anh chị cô bác rất nhiều ha, đã xem video của em, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha.